Bên trong này sẽ có hai cái loa JBL Bass 30. Nó có tên là RS712. Bọc rất là cẩn thận cho đây em. Cực kỳ nặng các bạn ạ. Cái cân hôm nay mình lại không có cái cân đây. Chỉ có mình lại cân là các bạn xem là bao nhiêu cân. Bát 30, côn 75, xương nhôm. Phần tần khá khủng các bạn, khá là khủng luôn. Rồi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Vâng, xin chào anh em và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn loa JBL Bass 30, côn 75, jack 450. Ok, và hiện tại bây giờ đây mình đang quay là Bass 30 côn 63 của Martin Audio. Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng xem nhé. Và hiện tại bây giờ trời đang mưa. Các bạn đang thấy là trời rất là mưa và rất là ướt. Thì như các bạn đang thấy ở đây, đây, bên đây là tất cả những cái thùng cắt tông mà bên mình nhập về để đóng hàng những cái hàng nhỏ hơn. Còn bên đây, tất cả đều là loa JBL Bass 30, côn 75, jack 450. Bây giờ em lấy cái thùng này đi. Thùng này, thùng đẹp nhất, ta lấy về, ta quay video nhé. Lấy thùng này về đi. Ok, và như vậy là anh em mình đã mang được cái thùng loa về đây rồi. Em tháo ra đi cho mọi người thấy xem là bên trong có gì. Thực ra thì cái loa này bên mình đã tháo ra rồi, đã cho tem tem bảo hành vào rồi. Nhưng mà mình muốn là làm một cái video gì đó để mở ra cho mọi người nhìn xem bên trong có gì. Hiện tại tên loa mình chưa nói, mình cứ nói là JBL Bass 30 đi thì các bạn dễ hiểu. Một cái đệm để cho loa được chắc chắn hơn. Thực ra đây là một cái khung hình, khung của cái thùng. Rồi, mở ra em. Đấy, có một cái khung xốp rất là chắc chắn. Bên trong này sẽ có hai cái loa JBL Bass 30. Nó có tên là RS712. Bọc rất là cẩn thận cho đây em. Đây là em trai mình, các bạn thông cảm nhé. Đây hình như có khi là cái video đầu tiên mình quay về em trai mình. Đây, em cầm ở đây, anh mở ra để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Rồi, mở ra. Đây, mở luôn. Xem là bên trong có gì. Và cái loa này nó sẽ sở hữu cấu hình như thế nào. Ôi, cắt thế là hư hết. Này, ý, cắt đầu này. Không, cắt những cái chỗ mà băng dính, mà cắt qua đó. Đó, nó đúng rồi, đúng rồi. Các bạn thông cảm nhá. Video đầu tiên nhưng mà em mình chưa quen. Các làm sao mà phải để cho mọi người đến lúc mọi người nhận hàng thấy là biết được là cái hàng nó là hàng chất lượng chứ không phải là hàng lung tung. Rồi, em đổ ra để mình hàng không đi. Đây, thằng em mình đây. Rất là to lớn các bạn. Sinh năm 2005. Đến bây giờ là 2018. Các bạn tính tuổi đi, khoảng tầm 14 tuổi thôi. 14 tuổi. Nhưng nhìn em mình rất là trưởng thành đúng không ạ? Mình cũng muốn là như vậy. Chỉ muốn là em mình trưởng thành thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bóc loa ra và kiểm tra xem bên trong gỗ sơn sần hay là những cái gì, những cái đặc điểm của cái loa này. Loa JBL hàng được sản xuất nhập khẩu tại Trung Quốc 100% bởi tem của linh kiện 789.vn. Ở đây có nói rằng là được nhập về và kiểm tra tại tháng 12 năm 2018. Và bên mình bảo hành là bảo hành dựa theo cái đơn hàng các bạn mua. Chẳng hạn như hôm nay các bạn mua hàng nó sẽ là 27 tháng 12 thì
thì bên mình sẽ dựa theo từ cái ngày các bạn nhận được hàng để bên mình sẽ tính theo 1 năm bảo hành cho các bạn. Rất là đẹp các bạn ạ. Đảm bảo các bạn hàng chất lượng, công ty sản xuất. Bây giờ mình sẽ mở tất cả, bung tất cả các bạn xem là bên trong nó có những gì. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái loa này ra. Em bóc tem này ra, em tháo đi. Đó, mình tháo ra. Bạn nào mà mua cái hàng mà dính phải cái tem này á thì các bạn thông cảm nhá. Bởi vì là mình cũng là người mở cái tem này cho các bạn xem thôi. Xem bên trong có những gì để các bạn biết được là sản phẩm với mình bán như thế nào nhá. Em xuống chợ, xuống chợ với em. Ái là chàng trai khôi ngô ghê. Ok, và bây giờ mình sẽ tháo ra để cho các bạn xem là cái củ bát và cái hũ check bên trong nó có những gì nhá. Cho nó nằm xuống đi. Rồi, đây bây giờ chúng ta sẽ tháo ra xem bên trong nó củ bát như thế nào nhá. Rồi, và như vậy là các bạn đang thấy hiện tại bây giờ đây là một củ bát và củ check. Củ loa bát JBL 30 của bên mình đang bán hiện tại bây giờ. Đây là một củ bát 30 côn 75 xương nhôm gân vải được tấm dầu. Các bạn nhìn này. Tấm dầu các bạn nhé. Và các bạn biết rồi, những cái loa mà nó được tấm dầu thì bao giờ cũng thế, chất lượng của nó sẽ đưa lại rất là tốt. Bởi vì là tiếng hát karaoke chúng ta rất là mềm. Đây là củ check 450. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra và chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Rồi, như vậy là mình đã tháo ra xong. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem bên trong cái ruột nó như thế nào nhé. Cực kỳ nặng các bạn ạ. Cái cân hôm nay mình lại không có cái cân đây. Chỉ có mình lại cân là các bạn xem là bao nhiêu cân. Hôm sau sẽ có một video chi tiết mình sẽ cân lên các bạn xem nhé. Đây, bát nó rất là nặng các bạn ạ. Bát 30 côn 75 xương nhôm. Bát này thiết kế theo kiểu là bát RCF. Đây, RCF. Đưa máy quay xa ra một chút em. Đấy, rất là nặng các bạn ạ. Hôm sau mình sẽ quay, mình sẽ là chuẩn bị một cái cân để cân cho các bạn xem. Đây, cái mảnh nhện nó rất là to các bạn ơi. Và bên mình cam kết các bạn 100% sản phẩm là sẽ như cái video mình đang quay hiện tại bây giờ. Đây, bát xương nhôm từ 190 côn 75. Đó, đó là củ bát. Tiếp theo chúng ta xem củ check này. Check 450. Đây, check này là check côn 450 44,5. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái phân tần của nó. Đây, vào đây quay đây em. Phân tần của nó đây. Mình phải xé cái phần bông tiêu âm này đi, mình mới thấy bên trong được. Phân tần khá khủng các bạn, khá là khủng luôn. Rồi, bên trong đây bao gồm sẽ có 4 con tụ, 6 con tụ, 4 con tụ mica, 2 con tụ hóa, 3 con trở sứ. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 con tụ, 5 con tụ mica, 2 con tụ tụ hóa, 3 con trở sứ và 2 cuộn cảm. Tụ cực kỳ, đây, bằng bàn tay mình này. Nó rất là to các bạn ạ. Ok, chất lượng hát cực kỳ tốt luôn. Và đây là sơn sơn sần. Đây mình quay cho các bạn xem này. Sơn sần nhá. Thùng làm cực đẹp luôn. Loa JBL
giá là 5.800.000 một cặp này. Các bạn sẽ sở hữu ngay một cái phần tần như trong lúc nãy mình vừa mới quay. Đây, một cái phần tần như thế này. Một củ loa bát, bát 30, côn 75, củ từ 190. Đây, củ từ 190. Xương nhôm rất là dày các bạn ạ. Gân là gân vải, tấm dầu. Bát được thiết kế theo kiểu là bát của RCF. Đây là mạng nhện của nó. Úi trời, nặng quá. Đây là màng loa bát của nó. Đây, bát tấm dầu. Đụng vào nó hơi dính dính một chút. Cái này được cái là bám bụi rất tốt. Và đây là củ chép. Chép kèn 450. Ok. Mở xem nhá. Mở một loa bên phải các bạn nhé. Như vậy bây giờ mình sẽ lắp lại. À đây. Đây là cái màng e căng của nó. Bằng sắt. Bên trong này nó được phủ một lớp xốp chống bụi. Rất là chắc chắn. Bên mình cam kết là 100% sản phẩm sẽ như trên video này. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại xong đó mình ca 1-2 bài cho các bạn xem là chất lượng loa hát karaoke nó có mềm mại không nhé. Hiện tại thì mình đang kết nối với lại một cái vang số X5. Như vậy là mình đã gắn nó vào xong rồi. Đây, cái này chắc có thể rồi, không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái tiếng mic của nó một lần để xem nó có mềm mại hay không. Sau đó mình sẽ hát một bài để các bạn trải nghiệm xem nào nhé. Hiện tại vang số X5 mình đang để mình sẽ giảm hết reverb đi. Để mình echo thôi. 150% echo. Bây giờ ta thử nghe xem nhé. L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có vẻ là hơi nhiều effect đúng không ạ? Mình sẽ hạ effect xuống 25 từ còn 20. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn mà sắm cho dàn karaoke nhà mình một cái vang số thì nó rất là hay các bạn, rất là chuyên nghiệp như phòng hát luôn. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. L 1 1 2 3 4 Bây giờ mình sẽ cho thêm mình sẽ giảm hết echo, mình cho reverb lên nhé. Reverb cho 50% thôi. Là rất hay rồi. L 1 2 L 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó là reverb. Bây giờ mình sẽ cho kết hợp cả echo 120 này. Reverb cho 20 thôi hoặc là 30 thôi. Đó là sở thích của mình, còn nhiều khi các bạn sở thích khác nhau. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. L
vọng nghe rất là đã các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để cái tiếng micro như vậy, chúng ta sẽ kết hợp vào và chúng ta sẽ hát một bài như nào nhé. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng em lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương niềm sáng, phải lễ đăng quan vũ trụ trong đền. Đến tận muôn đời,
hoa thôi. Chuyện gì chưa đi vào tôi, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi. Vì lâu nay mang tên tình ái, đón nay đưa chúng ta mà thôi. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười lơ. Hiện tại thì như các bạn đang thấy, mình đang ghép với một bộ cấu hình nó rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà chất lượng cho thấy là cúc đẩy Yamaha P7000S cùng với đó là vang số X5 và một cặp loa JBL SRX712 bát 30 côn 75 từ 190 cho thấy là hiệu quả hoạt động rất tốt hát karaoke. Mình ngồi ngay bên cạnh này, các bạn nhìn đây, đây cái ghế mình ngồi đây, cách có 1 mét thôi, hát vẫn ok. Rất cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.